thua Bồ Đào Nha, Việt Nam chính thức bị loại ở World Cup. Bị can giết hại cụ bà 73 tuổi ở Lai Châu, các anh công an quá giỏi, em thua. Bắt giữ đối tượng buôn lậu 19kg vàng trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đeo 1,5 cây vàng đi mua cơm, người phụ nữ bị lừa đổi lấy vàng giả. Cầu thủ gốc Mỹ của Hàn Quốc đi vào lịch sử World Cup nữ. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, đội tuyển nữ Việt Nam đã tung vào sân đội hình gần như là mạnh nhất của mình trước Bồ Đào Nha khi cả Thanh Nhã và Dương Thị Vân đều đá chính. Cách thức nhập cuộc mà huấn luyện viên Mai Đức Chung lựa chọn cũng rất khác khi có ý định chơi tấn công phủ đầu ngay khi vừa giao bóng. Tuy nhiên, ý định đó của đội tuyển nữ Việt Nam lại bất thành. Bồ Đào Nha tận dụng rất tốt những khoảng trống ở hai hành lang biên với những pha đi bóng đầy can lướt và tốc độ. Chính vì thế, ngay ở phút thứ 6 của trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Lucia Catarina có pha thoát xuống trống trải bên phía hành lang cánh trước khi tung đường căng ngang như đặt vào trong vòng cấm. Tài năng trẻ Thelma Ekanakao là người có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, không cho thủ môn Kim Thanh một cơ hội nào để cứu thua. Những phút sau đó là sự áp đảo hoàn toàn của Bồ Đào Nha. Phút thứ 21, đội tuyển nữ Việt Nam nhận bàn thua thứ hai sau tình huống ban bật 1-2 quá đẳng cấp của đối thủ. Tiền đạo Kika Nazareth thoát xuống đối mặt và có cú sút chéo góc chính xác để nâng tỷ số lên 2-0. Có những thời điểm trong hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ biết nhìn các cầu thủ Bồ Đào Nha bắn phá khung thành. Đã có tới 3 tình huống bóng chạm sáng ngang khung thành của Kim Thanh. Trong khi đó, thể lực suy giảm cũng khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam bất lực trong các pha phản công của mình. Để thua chung cuộc với tỷ số 0-2 trước Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức hết cơ hội đi tiếp ở vòng chung kết World Cup nữ 2023. Thay cho huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải nỗ lực ở trận đấu cuối cùng gặp Hà Lan để nuôi hy vọng có bàn thắng cũng như điểm số đầu tiên. Ngày 27 tháng 7, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Tần Yêu Hò, 63 tuổi, ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ về tội giết người. Nạn nhân trong vụ việc là bà Trèo Diển Hát, 73 tuổi, ở xã Tả Phìn. Hò là một đối tượng nghiện tại địa phương. Tại cơ quan công an, Hò khai do cá nhân mâu thuẫn về tranh chấp đất đai từ trước với bà Hát nên Hò giết bà Hát để trả thù, vì đại diện nói. Cảnh sát xác định, Hò biết nạn nhân sống một mình, ít giao du với mọi người, nên khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 7, Hò lấy một chiếc búa đinh rồi đi sang nhà Hát. Sau đó, Hò dùng búa đánh lén nạn nhân, khiến bà Hát nằm bất động trên nền nhà. Sau khi gây án, Hò cầm búa đi ra bờ ruộng trước cửa nhà bà Hát, rửa sạch búa rồi mang về nhà cất hung khí. Khi thấy lực lượng chức năng đến xã Tà Phìn để điều tra vụ án, nghi phạm còn tỏ ra rất bình thản như không có chuyện gì. Đến khi bị bắt giữ, Hò đã thốt lên rằng, các anh công an quá giỏi, em thua. Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 9 tháng 7, Công an huyện Sìn Hồ nhận được tin báo của Công an xã Tà Phìn về việc bà Trèo Diển Hát, 73 tuổi, tử vong tại nhà riêng ở xã Tà Phìn. Ngày 26 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh, đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 7, lực lượng làm nhiệm vụ thuộc Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép khoảng 19kg kim loại, nghi là vàng, từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực nhóm Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Công an tỉnh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Long Bình, chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình và Công an huyện An Phú xử lý vụ việc. Sau đó, HVS sinh năm 1963 và NHT sinh năm 2001 cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã ra đầu thú. Các đối tượng khai báo đã cùng một số đối tượng khác tham gia vận chuyển trái phép số kim loại trên từ Campuchia về Việt Nam thông qua các tiệm vàng ở thành phố Châu Đốc để tiêu thụ. Lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại thành phố Châu Đốc và huyện An Phú, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan. Ngày 27 tháng 7, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cho biết, đơn vị đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gian cảnh đổi vàng giả lấy vàng thật. Khoảng 11 giờ ngày 23 tháng 7, chị Hồ Thị Hồng Tê đi xe máy đến một quán cơm trên đường Nguyễn Trãi, phường 4, thành phố Tuy Hòa để mua cơm. Khi chị đang từ Nguyễn Trãi về nhà thì gặp hai người đàn ông nói rằng họ nhận được một thẻ vàng có in ký hiệu 100%, 20, 24K, 4 số 9 và một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, không rõ tổng cộng là bao nhiêu tiền. Hai người này nói sẽ chia cho chị Tê 15 triệu đồng, nhưng chị phải đi đến trước đoạn đường phía tây cổng chùa Hồ Sơn, khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9 để giải quyết. Chúng đưa thẻ vàng cho chị Tê để đi bán, bảo chị bỏ lại 14 chiếc vòng đeo tay bằng vàng 18K, tổng trọng lượng khoảng 1,5 cây. Số vàng này được chị mua vào tháng 12 năm 2022 với giá 54 triệu đồng. Khi chị Tê đến tiệm vàng, nhân viên thông báo thẻ vàng của chị là giả. Chị quay lại cổng chùa Hồ Sơn để gặp hai người kia thì chúng đã biến mất cùng số vàng thật của chị.
Tiền đạo Kasefe của đội tuyển nữ Hàn Quốc đã được ghi nhận là cầu thủ trẻ nhất ra sân ở một kỳ World Cup nữ. Phút 78 của trận đấu giữa đội tuyển nữ Hàn Quốc và đội tuyển nữ Colombia, tiền đạo 16 tuổi Kasefe được tung vào sân để thay thế cho Jury. Với việc xuất hiện trên sân trong những phút cuối, Kasefe đã được ghi nhận là cầu thủ trẻ nhất ra sân ở một kỳ World Cup nữ. Cầu thủ gốc Mỹ xuất hiện ở sân đấu lớn nhất thế giới khi mới 16 tuổi, 26 ngày, vượt qua kỷ lục cũ của cầu thủ người Nigeria Ifeanyi Chejin. Chejin từng ra sân ở World Cup nữ 1999 khi 16 tuổi 34 ngày. Ở trận đấu diễn ra sáng ngày 25 tháng 7, Kasefe không thể hiện được nhiều ở khoảng hơn 10 phút có mặt trên sân trong bối cảnh Hàn Quốc bị Colombia lấn lướt. Chân sút trẻ và các đồng đội đã phải nhận trận thua 0-2. Trước mắt Kasefe sẽ còn 2 trận đấu gặp Đức và Morocco để thể hiện năng lực ở World Cup nữ năm nay. Phe tên đầy đủ là Casey Eugene Phe, có bố là người Mỹ và mẹ là người Hàn Quốc. Gia đình chuyển đến Mỹ sinh sống khi Phe mới 1 tháng tuổi. Cô gái sinh năm 2007 đang chơi cho trường Pingree và tập luyện bóng đá tại Học viện Phát triển Cầu thủ PGA tại New Jersey. Phe ra mắt bóng đá Hàn Quốc ở độ U17 khi ghi 2 bàn lưới vào Pakistan, 3 bàn lưới vào Hồng Kông, Trung Quốc của cầu thủ này giúp đội U17 nữ Hàn Quốc lọt vào vòng loại thứ 2 giải U17 nữ châu Á 2024. Thưa quý vị, ngay sau khi kết thúc trận đấu, cầu thủ Kathleen Ford của Australia bị một cầu thủ của đội tuyển Cộng hòa Ireland lao vào sẵn sàng ăn thua đủ. Little John, tiền đạo của đội tuyển Cộng hòa Ireland cùng với đội trưởng Kathleen McCabe và tiền đạo đội tuyển Australia Kathleen Ford là những nhân vật chính tạo nên câu chuyện đánh ghen độc lạ của kỳ World Cup nữ 2023 này. Little John và Kathleen McCabe bắt đầu hẹn hò vào năm 2016 và tới năm 2019 mới công khai mối quan hệ. Cùng nhau, họ tham gia các hoạt động xã hội và trở thành biểu tượng của cộng đồng LGBT. Cặp đôi đã có 7 năm mặn nồng bên nhau trước khi đường ai nấy đi vào đầu năm nay. Chính McCabe xác nhận điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Players Tribune ngày trước thềm World Cup 2023. Không lâu sau đó, McCabe có tình cảm với Kathleen Ford, cầu thủ của đội tuyển nữ Australia. Cả hai cùng là thành viên của Arsenal, chung môi trường làm việc, chung nhiều sở thích nên đã nhanh chóng trở thành cặp đôi tâm đầu ý hợp. Đáng chú ý, vào tháng trước, McCabe và Ford rủ nhau đi nghỉ tại bờ biển Ibiza cùng cựu cầu thủ Arsenal Jordan Knobs. Điều trớ trêu là Knobs lại đang chung màu áo Aston Villa với Little John. Mối quan hệ phức tạp này chính là khởi nguồn của câu chuyện lạ lùng ở trận đấu vừa qua giữa Australia và Cộng hòa Ireland. Trong lúc hai đội chào nhau trước trận, Russa Littlejohn của Ireland đã từ chối bắt tay Kathleen Ford bên phía Úc. Trong trận đấu, cô cũng không kiêng nể, thường xuyên vào bóng quyết liệt với tình địch. Đỉnh điểm là ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Littlejohn đã xông vào dàn mặt và sẵn sàng va chạm với Ford với những lời lẽ không hay. Trước cơn thịnh nộ của Littlejohn, một đồng đội của đội tuyển Cộng hòa Ireland đã phải nhảy vào can ngăn và lôi cô vào phòng thay đồ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích Việt Times, đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.